Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm qua tôi có dịp ngồi uống cà phê, nói chuyện với một vài anh em về tình hình thế giới, nhất là chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi đến châu Á. Thì tụi tôi có cá với nhau xem thử bà Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi có dám vào Đài Loan hay không. Thì có hai luồng dư luận. Luồng dư luận thứ nhất đó là bà Nancy Pelosi không dám vào, dầu rằng là thực lực về quân sự của Mỹ nay vẫn hơn Trung Quốc, nhưng là vào đó thì sẽ vướng rất là nhiều chuyện và có thể đưa đến cuộc chiến không cần thiết. Luồng thứ hai thì cho rằng là bà sẽ vào. Nếu bà không vào thì coi như là Trung Quốc lấn sân hết tất cả mọi chuyện, chiếm đảo Đài Loan cách dễ dàng và sẽ ngăn chặn tuyến đường hàng hải hơn 4.000 tỷ Mỹ Kim hàng năm băng qua Biển Đông. Và luồng dư luận cho rằng phải vào là vì cánh diều hâu cực hữu của bên Mỹ, của đảng Cộng Hòa còn khá mạnh, nên đây là sĩ diện của nước Mỹ luôn thì sẽ phải vào. Thế là hai luồng dư luận cứ đưa ra ý kiến. Nhưng thưa quý khán thính giả, bây giờ để nhận định bà Nancy Pelosi có vào hay không á, thì chúng ta thấy trên itinerary, tức là cái hành trình về chuyến đi của bà, thì bà chỉ công bố có 4 quốc gia. Thứ nhất là qua Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, Malaysia và Singapore, tức là 4 nước thôi. Trong itinerary của bà không có Taiwan, không có Đài Loan. Nhưng mà ai cũng biết là trước đây bà bày tỏ ý nguyện của bà là bà muốn đến Đài Loan, nhưng bây giờ là bà không có ở trong lịch trình đi của bà. Nguyên do nếu mà bà có trong lịch trình đi của bà thì rõ ràng là bà gây một sự chú ý rất lớn cho Trung Quốc, mà bà không vào thì coi như mất mặt nước Mỹ. Bà để trống đó, nhưng mà có thể bà bày vào. Bà để trống đó, bà để trống hoàn toàn, nhưng không có nghĩa rằng là bà không bày vào. Vì hiện giờ nước Mỹ cũng có một cao trào là muốn nước Mỹ xác định vị thế của nước Mỹ trên chính trường quốc tế, không thể nào nhượng bước thua cho Trung Quốc. Còn ngược lại thì vế của Trung Quốc thì họ khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ ở trong quá khứ lịch sử cũng như bây giờ. Và bất kỳ một chuyến đi nào của nước Mỹ vào trong Đài Loan là xen kẽ vào nội trị của họ. Và họ đã bắn đạn thật vào ngày thứ Bảy rồi, thực nghiệm cho rõ ràng đó là vào thì chúng tôi sẽ bắn hạ ngay các chiếc máy bay quân sự hộ tống bà Nancy Pelosi. Thì căng thẳng lắm thưa quý khán giả. Bây giờ thì tôi muốn đọc một bài bình luận của cánh cực hữu mà chỉ trích Tổng thống Joseph Biden rất là yếu kém trong vấn đề này. Bài bình luận đó là của cựu ngoại trưởng Michael Pompeo dưới thời của nguyên tổng thống Donald Trump, được đăng lên trên tờ The Hill và phát hành ở trên các đài truyền hình của Mỹ. Thì tôi xin chuyển ý kiến của ngoại trưởng Michael Pompeo, cựu ngoại trưởng, như sau: "To allow America to be bullied by Chinese propaganda right after, frankly, President Biden
has had a phone call, a long phone call with Chinese President Xi Jinping, would send a really bad message to our friends in the region. The Australians, the South Koreans, the Japanese, etc. Đó là ông Michael Pompeo, nguyên ngoại trưởng của Mỹ, đã nói như thế, là để cho nước Mỹ bị bắt nạt bởi những lời tuyên truyền của Trung Quốc chỉ ngay sau khi mà ông Tổng thống Biden đã có một cuộc điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Tập Cận Bình, là một cuộc điện đàm rất lâu. Và nếu mà như thế đó, thì sẽ gửi một tín hiệu rất xấu cho các những người bạn của chúng ta ở trong khu vực, như là nước Úc, nước Hàn, nước Nhật, vân vân. Nên là ông Mike Pompeo nói rằng là nếu mà để cho các bình luận gia của Trung Quốc cứ hăm he là này là nọ, tấn công nước Mỹ khi mà, xin lỗi, tấn công vào chiếc máy bay hoặc là các máy bay quân sự hộ tống bà Mike, bà Nancy Pelosi, mà để như vậy thì đó là một hành động gửi ra một tín hiệu sai lầm. Ông Michael Pompeo còn tiếp như sau: I don't agree with Speaker Pelosi very often, but she made it clear that she wanted to go visit on her own, to visit Taiwan, an independent sovereign nation. And now the Biden administration is saying, well, maybe that's not smart. Tôi không đồng ý với Chủ tịch Quốc hội Pelosi rất là nhiều, nhưng mà bà ấy đã làm rất rõ là bà muốn thăm Đài Loan. Bà ấy làm rất rõ là bà ấy bản thân muốn thăm Đài Loan. Một, ông dùng cái danh từ đây là, thưa quý vị, rất là kẹt nè. An independent sovereign nation, là một quốc gia có chủ quyền độc lập, có chủ quyền độc lập. Và bây giờ thì nội các của ông Biden nói rằng, ôi, có thể là không có được thông minh, không được tốt. Câu nói này của ông Michael Pompeo là đi ngược lại với những gì mà họ đã thỏa thuận trước đây từ năm 1972, đó là Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, không thể coi Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền độc lập được. Nhưng cựu ngoại trưởng Michael Pompeo đẩy, tôi dùng danh từ là đôn cái chuyện này lên. Như vậy đó là trong thâm tâm của những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa muốn sử dụng Đài Loan như là một quốc gia có chủ quyền độc lập để đối đầu lại với Trung Quốc. Qua lời phát ngôn của cựu ngoại trưởng Mike Pompeo cho thấy những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa, tôi không dám nói hết tất cả mọi đảng viên, nhưng mà những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa từng nắm những chức vụ quan trọng đã có ý nghĩ là Đài Loan là một quốc gia chủ quyền độc lập. Ông nói như thế cho nên là ông mới nói rằng là bây giờ đây là nội các của ông Joseph Biden phải làm gì hơn để cho ước nguyện của bà Nancy Pelosi được đáp ứng. Như vậy, thưa quý khán giả, chúng ta thấy là ở bên Mỹ, cực hữu của Đảng Cộng Hòa vẫn muốn sử dụng nội các ông Joe Biden như là một đòn bẩy để đưa bà Nancy Pelosi vào trong Đài Loan. Đây là một hướng, một luồng mà nước Mỹ muốn đi. Nhưng mà tôi cũng đã nói rằng là nước Mỹ thì có hai luồng rõ ràng. Thì giống như hôm qua tôi có nói chuyện thì cũng có hai luồng rõ ràng như thế. Một luồng là đôn,
làm cho nội các của ông Joseph Biden phải ngứa ngáy, phải chấp nhận chuyến đi cho bà Nancy Pelosi. Còn một luồng thì tính toán lại, cho rằng đó là một sự không khôn ngoan, phải tính làm sao có lợi cho cả đôi bên. Thì tờ The Hill có nói là trước đây quân đội của Mỹ nói rằng thật sự không có tốt ngay bây giờ để cho bà Nancy Pelosi viếng đảo này. Ông Michael Pompeo ông lại nói rằng là chứ à, thì ra ông Tổng thống Joseph Biden là rất là yếu kém, người không có quyết đoán, cứ chần chờ nghe phía này nghe phía nọ, nhưng mà quân đội của chúng ta đâu có sợ cái gì mà tại sao lại không dám quyết đoán. Thưa quý khán giả, ông Tổng thống Joseph Biden ông cũng đang rất là nhức đầu vì những lời qua tiếng lại đẩy đưa như thế, làm giúp cho bà Nancy Pelosi vào trong Đài Loan thì sẽ gây ra một ngoại giao căng thẳng vô cùng, có thể bộc phát ra một cuộc chiến không cần thiết. Không vào thì thế giới đánh giá rất thấp nước Mỹ, và nhiều quốc gia trong đó có Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và những quốc gia liên quan đến Biển Đông cảm thấy rất e sợ vì nước Mỹ bây giờ là chung bước trước Trung Quốc. Nếu mà bà Nancy Pelosi không đi vào Đài Loan thì dự trù Đài Loan ở trong tầm tay kiểm soát của Trung Quốc trong vài năm tới. Như vậy là có thể Đài Loan hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc trước năm 2025. Trước đây Trung Quốc có một ước vọng, đó là thống nhất Hồng Kông nhanh chóng trở về với Trung Quốc, thì họ đã làm được, làm nhanh hơn sức tưởng tượng. Rồi bước thứ hai là thống nhất Đài Loan, thì bây giờ đây là những nước đi rõ ràng là Trung Quốc sẽ thống nhất được Đài Loan nếu bà Nancy Pelosi không dám bước vào Đài Loan. Rồi sau khi mà thống nhất được Đài Loan thì theo Trung Hoa Mộng là sẽ thống nhất kiểm soát hoàn toàn Biển Đông. Nên chúng ta thấy là sau bước đi của Đài Loan là Biển Đông là một trong những điểm họ chú ý rất là cao, và Việt Nam là một trong những nước mà Trung Quốc sẽ phải đối đầu tiên để kiểm soát hoàn toàn Biển Đông. Thế thì chuyến đi của bà Nancy Pelosi coi nó nhẹ nhưng mà nó lại có liên quan đến vận mệnh của đất nước chúng ta. Rõ ràng là như thế. Ông Ngoại trưởng Michael Pompeo ông có một nhận định diều hâu, đó là nếu nước Mỹ không chứng tỏ cho Trung Quốc là nước Mỹ vững mạnh từ quân sự, kinh tế và hạ tầng cơ sở bằng cách là cứ đưa bà Nancy Pelosi vào xem thử Trung Quốc có dám làm gì không, thì nước Mỹ phải làm như thế, không thì coi như là buông tay cho Trung Quốc. Thưa quý khán thính giả, chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ vào năm 1979 giữa Mỹ và Trung Quốc có ký một cái thỏa ước, đó là Taiwan Relations Act. Trong thỏa ước Taiwan Relations Act này thì nước Mỹ tôn trọng Trung Quốc là một thực thể và Đài Loan chỉ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng mà cũng nói rất rõ là Trung Quốc không được sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Nếu mà Trung Quốc sử dụng vũ lực thống nhất Đài Loan thì nước Mỹ có quyền kích hoạt điều 5 của Liên minh và sẽ bảo vệ Đài Loan.
Đó là thỏa ước vào năm 1979 đã được ký kết giữa hai quốc gia. Nếu bà Nancy Pelosi vào Đài Loan kỳ này mà máy bay của bà hoặc là các máy bay tháp tùng bà bị bắn hạ thì đó có phải là dùng vũ lực hay không? Đó là câu hỏi. Nếu mà là dùng vũ lực thì Mỹ nói rằng là Mỹ có lý do để bảo vệ Đài Loan và có lý do để giúp cho Đài Loan tách ra trở thành một quốc gia độc lập luôn. Coi như thỏa ước Taiwan Relations Act năm 1979 là được kích hoạt thì Trung Quốc đừng trách nước Mỹ. Đây là nước cờ đang dọ dẫm lẫn nhau. Chúng ta là những người ngoại cuộc nhưng cũng có phần nếu sau khi mà Trung Quốc chiếm lấy Đài Loan, nên chúng ta hồi hộp theo dõi câu chuyện này. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả, góc nhìn của những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa đang đôn đốc Tổng thống Joseph Biden phải làm như thế nào cho bà Nancy Pelosi vào được Đài Loan, kẻo không nước Mỹ mất mặt, mất thế đứng trên toàn thế giới. Những người như cựu Ngoại trưởng Michael Pompeo đã có một câu nói rất rõ ràng. Và vì như thế chúng ta thấy trong vài ngày tới, chuyện bà Nancy Pelosi có đi vào Đài Loan hay không sẽ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trên các chương trình truyền hình và truyền thanh trên thế giới. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.